À, kính thưa quý vị, trong đề tài hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một cái đề tài được ghi nhận ở trong văn chương kinh Pháp Năm Chi. Đó là nguyên nhân khiến cho Phật Pháp nhanh chóng suy tàn. Xin thưa quý vị, thì câu hỏi này là của vị trưởng lão có tên là Kim Bi Lá. Vị trưởng lão có tên Kim Bi Lá này không phải thuộc về cái nhóm những vị trưởng lão thuộc dòng Ca xuất gia, mà vị Kim Bi Lá này thì sinh ra ở tại cái kinh thành được gọi là Kim Bi La hay là Kim Bi La. Theo dòng lịch sử thì đã có từ thời Đức Phật Kassapa và vẫn duy trì được cho đến hôm nay. Trong thời Đức Phật Kassapa có một số thành phố mà đến thời Đức Phật Gotama chúng ta vẫn còn tồn tại, nó cũng còn giữ lại cái tên cũ, như là thành phố Savatthi chẳng hạn, tức là sắc vệ, hoặc là thành phố Varanasi, kinh đô Varanasi, tức là Bà La Nại, và thành phố Kim Bi La. Thì ngài Kim Bi La này là con của một vị trưởng giả ở trong cái kinh thành này. Theo bản sớ giải kinh Tăng Chi thì ngài Kim Bi La này vào cái thời mà Đức Phật Ca Diếp á lại cũng xuất gia trong cái tăng đoàn, nhưng mà vào lúc đó cái thời điểm của giáo pháp của Đức Phật Kassapa cũng đang suy tàn, và tiền thân ngài trưởng lão Kim Bi Lá này rất chán nản và bỏ lên núi cao để ẩn tu. Cái hậu thân của cái vị trưởng lão đó bây giờ chính là ngài Kim Bi La, con của một người trưởng giả giàu có ở tại xứ Kim Bi La. Và khi nghe được cái giáo pháp của Đức Thế Tôn thì nhà Kim Bi La rất là hoan hỷ và xin xuất gia, tại vì cũng có cái tuyền duyên ở quá khứ, tức là từng xuất gia trong cái, và nhờ nỗ lực tu tập ngài chứng quả La Hán luôn cả cái túc mạng mình. Và khi mà nhớ về những cái đời sống quá khứ trước đó thì ngài thấy rằng cái giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa bị suy tàn, thì ngài muốn tìm hiểu nguyên nhân, cho nên ngài đi tới lãnh lễ Đức Thế Tôn ở trong cái rừng túc. Mà cái rừng trúc này cũng ở trong cái, không phải là rừng trúc mà ở tại kinh thành Vương Xá, mà cái rừng trúc này thì nằm ở trong cái kia thành phố Kim Bi La. Khi Đức Phật cùng Chư Tăng du hành tới cái thành phố này, và ngài bạch hỏi ra bạch Đức Thế Tôn, vậy do cái nhân gì, do duyên gì mà sau khi Đức Thế Tôn ngài viên tịch đó thì chánh pháp không được an trú lâu dài? Thì Đức Thế Tôn ngài phải dạy rằng này, ở đây này Kim Bi La, sau khi bà Tấn Như Lai viên tịch thì cái hàng tứ chúng, tức là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sư nam và cận sư nữ đã không tôn trọng, không dâng lời Phật đạo sư. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là không sống không tôn trọng, không dâng lời pháp, là sống không tôn trọng và không dâng lời chúng tăng. Nguyên nhân thứ ba. Thứ tư là sống không tôn trọng, không dâng lời Phật pháp. Và nguyên nhân thứ năm là sống không tôn trọng, không vâng lời lẫn nhau.
Do cái nhân này, do duyên này, thì khi mà Như Lai đã viên tịch thì diệu pháp không được an trú lâu ngày, tức là nhanh chóng suy tàn. Đức Phật ngày dạy một cách vắn tắt và ngắn gọn như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những ý nghĩa sâu thẳm. Thứ nhất là cái hàng tứ chúng sống không có tôn trọng, không vâng lời Phật đạo sư. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy rằng Phật đạo sư muốn cho ám chỉ ứng Như Lai, mà ứng Như Lai đã viên tịch rồi. Thì mình tôn trọng và vâng lời, đâu còn một lão sư nữa để mà tôn trọng và vâng lời. Nhưng mà khi mà Đức Thế Tôn này nhấn mạnh là sau khi mà Như Lai đã viên tịch á, thì cái hàng tứ chúng này sống không có tôn trọng, không vâng lời Phật đạo sư. Như vậy ý nghĩa cho Phật đạo sư này là cái gì? Thì ý nghĩa Phật đạo sư này có hai ý nghĩa. Chúng ta chỉ tóm gọn là hai ý nghĩa điểm là dễ nhớ. Thứ nhất là những cái ân đức của Đức Thế Tôn, như ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, hay những cái hồng danh đó, thì chúng ta xem thường, tức là không có tôn trọng. Chúng ta cho là những cái hồng danh của Đức Thế Tôn đó là do người đời định đặt, thật sự không phải. Những hồng danh mà của Đức Thế Tôn có theo bản sứ giải của Ngài Bồ Tát Vô Xá, Ngài giải thích đó, những cái hồng danh này không do ai có quyền đặt, không do chư thiên, không do phạm thiên, không do các bà la môn hay là những cái đạo sĩ có phẩm khí bình đẳng, mà những cái hồng danh này được xuất phát từ ngôi vị vô thượng chánh giác. Tức là khi mà Ngài chứng được vô thượng chánh giác rồi đó, thì những hồng danh này xuất hiện. Và khi mà Đức Thế Tôn Ngài lập lại những hồng danh này, những hồng danh này chính Đức Thế Tôn Ngài lập ra. Và mà những hồng danh này không phải là những hồng danh của riêng Đức Thế Tôn, mà đó là những cái hồng danh về sau Đức Phật Bát Tà Giá cũng vẫn có những cái hồng danh này, như là A-la-hán, chánh định giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, thiên nhân sư, Phật Tiền Ưu Trượng Phu, Vô Thượng Sĩ, Đức Phật, Đức Thế Tôn. Thì những hồng danh này đã có từ thời các chư Phật quá khứ. Cho nên là khi Ngài thành tựu vô thượng chánh giác đó, thì cái địa vị mà vô thượng chánh giác này là tương đương với vô thượng chánh giác ở quá khứ, tức là ngang bằng, không có chênh lệch. Ví dụ rằng nó chênh lệch một sợi tóc nhỏ cũng không có. Tức là cái giới của vị chánh giác trong quá khứ như thế nào thì giới của Đức Phật cũng như thế đó. Cái ân đức giới của chư Phật chánh giác trong hiện tại như thế nào thì giới của chư Phật chánh giác trong tương lai cũng vậy. Cái ân đức thiền định của bậc chánh giác trong quá khứ như thế nào thì ân đức thiền định của Đức Thế Tôn cũng như thế đó. Và thế nào thì trí tuệ của Đức Phật hiện tại cũng như thế đó, và trong tương lai cũng vậy, không hề sai khác. Cho nên là A-ra-hăng Samma Sambuddho, tức là sự hiểu biết. Buddho có nghĩa là vị đã hiểu biết. Sâm là chân chánh, Samma là ngang bằng. Đức
tức là một sự hiểu biết của một vị chánh giác đó, hay là một sự hiểu biết của vị này nó ngang bằng với chư Phật ở quá khứ và cũng ngang bằng trong với chư Phật chánh giác trong tương lai. Nhưng mà cái hàng hậu học á, tức là sau khi mình Như Lai Duyên Phật rồi á, thì không có tôn trọng những hồng danh này. Và vì không có tôn trọng danh, không có dâng lời, vì sao không dâng lời? Bởi vì không có tìm hiểu sâu xa về những cái ân đức này. Mỗi hồng danh là gói ghém tất cả những cái công hạnh của một vị Phật. Và cho dù rằng đó là những cái vị mà thường xuyên tụng Tam Bảo cũng không hề lưu ý. Cho dù đó là những vị thuộc về hệ năng cũng không hề lưu ý đó. Đó là một cái gì mình không có tôn trọng, mình không có do dẫn tới không có vâng lời, tức là mình cái vâng lời ở đây Đức Phật cũng nghĩ là không có tìm hiểu sâu xa về những cái ý nghĩa sâu thẳm của những cái hồng danh của Đức Phật. Thậm chí cho dù rằng đó là những cái Phật tử mà theo cái hệ Nam Truyền, đọc thì đọc ra nhưng mà không tìm được, cho nên không có thấm nhuần được cái ân đức Phật. Điều thứ hai nữa, cái bậc đạo sư ở đây, mặc dù Đức Thế Tôn ngài đã, điều thứ hai nữa, khi chữ và bậc đạo sư ở đây, Đức Phật ngài nói rằng sau khi mà Như Lai đã viên Phật rồi thì hàng phía chúng không có vâng lời bậc đạo sư. Mà bậc đạo sư đây đúng đắn nhất, đó chính là pháp và luật. Ở cho nên trong cái bài kinh mà, tức là bài kinh Đại Viên Tịch mà ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch là Đại Pháp Niết Bàn, thì Đức Canada đó bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng trước những cái lúc mà Đức Thế Tôn sắp sửa viên tịch, và Đức Tôn sau khi mà Đức Thế Tôn ở viên tịch rồi á, thì chúng con sẽ cử ai để làm nên nương nhờ. Đức Thế Tôn là phải dạ nè ông ta, sau khi mà Như Lai viên tịch rồi đó, thầy của các ngươi chính là pháp và luật này, chính giờ là pháp và luật này. Cho nên ý nghĩa mà Đức Phật ngài dạy rằng đó, sau khi mà Như Lai viên tịch rồi đó, cái hàng tứ chúng thì không có sống tôn trọng và vâng lời bậc đạo sư. Tức là cái pháp này và luật này thì mình không học, không có tìm hiểu, mà đi tìm hiểu về những cái gì thuộc về cuộc đời nhiều, và học những cái gì thuộc về cuộc đời thì nhiều. Như ngày xưa các ngài rất là thuộc lòng tâm tạng, nhưng bây giờ này chúng ta thấy những cái vị mà thuộc lòng tâm tạng rất là hiếm hoi. Khoan nói tới những cái chú giải, ngay cả một số bài kinh cũng không có thuộc hết, thuộc là một phần, nếu mà nghiền ngẫm suy tư lại một phần khác. Mà trong khi mà nó thạnh mà Đức Phật gọi là đa văn, nó là một cái nghe nhiều đó, nó là một cái hạnh phúc cao thượng, mangalap mất tâm. Nhưng mà chúng ta cứ bị cái tính lừa nhát, chúng ta cứ nghĩ rằng là chỉ cần thuộc là cũng đủ, thì thật sự là như vậy. Cũng có khi chỉ có một bài kinh thôi,
mà nghi ngẫm được cái ra được cái lý sâu thẳm nằm trong đó, là cũng ví như là cái lưỡi nếm được một chút chút vị chắc. Mà cho dù rằng á thuộc nhiều đi mà không có nghi ngẫm, không có suy tư đó, mà lại là suy tư theo cái cách thức mà chữ Bali gọi là cái pháp anh chá đó, tức là suy nghĩ suy tư theo cách mà sai lạc đó. Và cái từ pháp anh chá này Hòa Thượng Minh Châu thường dịch là ý luận. Thì nó dẫn đi rất là xa. Hiểu ý nghĩa. Ngay cả khi mà Đức Thế Tôn Ngài đã viên tịch rồi, độ khoảng một thời gian ngắn sau, nhưng mà nhớ rằng Đức Ananda sống thêm 40 năm nữa, tức là tuổi thọ của Ngài Ananda là 120 tuổi. Và Đức Ananda là cái người mà sinh ra cùng Ngài với Đức Thế Tôn. Nên khi mà Đức Thế Tôn Ngài viên tịch, nhưng mà sức khỏe Ngài Ananda rất là dồi dào, do cái phước cũng một phần, phước thứ hai nữa là Ngài không có khổ hạnh. Chính vì 6 năm khổ hạnh đó, nó tàn phá sức lực của Đức Thế Tôn rất là lớn. Và ngay trong cái bài Kinh Đại Bát Niết Bàn, khi mà Ngài lâm trọng bệnh do bệnh nghe kiết lỵ, lâm một cái trọng bệnh lớn, mà khi mà Ma Dương mà chưa tỉnh, Đức Thế Tôn Ngài viên tập đó, thì Ngài dùng thiền định ấy, Đức Phật nghĩ là bây giờ Như Lai chưa nên viên tập, không phải là thời, cho nên Ngài dùng đến khi Ngài bình phục rồi, Ngài ăn ra hoan hỷ vô cùng, mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn, khi Ngài bệnh con rất là lo, nhưng nay Ngài đã bình phục và con rất là ngoài. Đức Thế Tôn Ngài mới dạy rằng, nè ông ta, các người còn chờ đợi gì ở Như Lai? Tất cả các pháp Như Lai, giải thoát Như Lai đã giảng hết rồi. Như Lai không còn để lại một cái pháp nào cho mình riêng mình. Nhưng mà làm sao được khi mà thân Như Lai giống như một cỗ xe, nó đã tới thời cũ kỵ. Thì bản sứ giả giải thích cái đoạn kinh này nói là, nếu mà Đức Thế Tôn Ngài khắc phục được cái bệnh thì 10 tháng nữa thì Ngài có thể sống 100 tuổi, nhưng Ngài cũng không tức vậy. Bởi vì là cái bệnh làm Ngài phải áp chế rất là nhiều, luôn luôn cái tâm nó thọ xả. Và khi mà Ma Dương thỉnh cầu thì Đức Phật Ngài, nhưng mà nói về Đức An Ba sống thêm 40 năm nữa, thì độ khoảng chừng 10 hoặc 15 năm sau, khi Ngài đi ngang qua một cái tự viện đó, nghe vị tỳ khưu trẻ tụng cái bài kinh trong Phật Cú, ai sống cả trăm năm không thấy con hạt bụi, họ tốt hơn sống một ngày mà thấy con hạt bụi. Đức An Đa nói, trời, học bài kinh gì mà kỳ, mới nói là, này hiền giả ơi, hiền giả đã học sai rồi. Câu kinh Pháp Cú đó, nó là ai sống cả trăm năm mà không thấy pháp sinh diệt, là tốt hơn sống một ngày mà thấy pháp sinh diệt. Vị tỳ khưu trẻ nghe cái vị trưởng lão lớn tuổi Ananda này đã dạy dỗ mình như vậy, như vậy mới nói với thầy, chính con gặp mà ngài trưởng lão Ananda. Trưởng lão Ananda dạy là
Ai sống cả trăm năm mà không thấy con xin lỗi, ai sống cả trăm năm mà không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống ngàn cái pháp sinh diệt. Thì do cái bản chất mà tự ngã nó sinh khởi lên. Cho nên cái vị này không biết phục thiện mà lại nói rằng này con đừng nghe ngài ăn đã già rồi, cái đầu cái trí của ngài bị lui sụp rồi, ngài nhớ sai đó. Chứ thật sự ra đó, ai sống cả trăm năm mà không thấy con hạt biển tốt hơn sống ngàn thấy con hạt biển. Chứ thì khuôn trẻ này cô không suy tư ta sức kỳ thấy con hạt biển có gì đâu, nhưng mà nghe nó thấy là nó thấy pháp sinh diệt đó thì mới cái rõ ràng hơn, nó mới dẫn tới đạo quả được. Còn thấy con hạt biển thì có gì đâu. Cho nên không có vâng lời á, có nghĩa là không có suy ngẫm những cái pháp và luật. Và đôi khi đó, cho là cái một số giới luật của Đức Phật đặt ra nó tùy thời lại cải biên, mình có thể là cải tiến lại cho nó phù hợp với thời thế. Thì cái điều này Đức Phật ngài đã tiên đoán trước, tức là ngài đã cảnh báo trước trong cái bài kinh gọi là cái chốt trống. Ngày xưa nó có một cái trống mà khi vỗ lên đó thì cái tiếng trống nó vang dội khắp cả thành phố. Mà theo cái bạn sẽ giải cái chốt trống này là một cái càng con cua được sau khi mà đã bị tiền thân Bồ Tát làm con voi ấy, của chúa dẫm chết, thì một cái càng trôi ra biển và nhóm Atula đã lấy cái càng đó tạo thành một cái trống và dỗ lên để mà tấn công vô trời đất. Và cái trống trận này cũng đã bị cua bị sợ hãi nhóm Atula đi giục lại. Còn cái càng thứ hai nhỏ hơn thì kinh thành nó tạo ra một cái trống lớn, và người ta dùng những cái loại da để ta bọc đánh lên rất là lớn. Lâu dần rồi á thì những cái chốt mà để mà giữ da đó, giữ cái đó thì bị hư, người ta thay thế bằng những cái gỗ khác. Lâu dần là thay hết cái chung quanh cái chốt trống đó. Và cái âm thanh tiếng trống nó không còn vang vọng, nó không còn vang dội ra khắp cả thành phố, mà nó chỉ nghe tiếng. Thì cũng vậy, một số vị tỳ khưu sau này vì không có tôn trọng bậc đạo sư, tức là không có tôn trọng, không có vâng lời bậc đạo sư, cho nên về pháp đã đành rồi mà về luật á, thì canh cãi đi, tức là nhổ đi những cái chốt tống rồi thay thế vào những chốt tống khác. Lâu dần rồi cái tinh hoa của luật cũng mất. Hoặc là một bài kinh khác Phật này cũng cảnh báo rằng ấy, cũng ví như một cái cây cổ thụ, nó cành lá lớn nó cành lá nhỏ có, và khi nó cho hoa rất là thơm và nó cho trái rất là ngọt, những cái người mà tiền nhân á họ biết cây là cây quý cho nên họ gìn giữ. Nhưng mà về sau những cái hàng hậu học với sao khi thấy cây cổ thụ này á, họ bắt đầu họ tỉa bớt những nhánh nhỏ. Rồi sau khi tỉa bớt những nhánh nhỏ, dần dần hết nhánh nhỏ, họ tỉa bớt những nhánh lớn. Rồi sau khi những nhánh lớn bị tỉa bớt rồi, cuối cùng là họ đốn luôn cả cây. Mà từ khi mà tỉa những nhánh nhỏ, những cái trái nó không có còn nó ngọt như trước.
nếu mà tỉa những nhánh lớn đó, thì trái nó lại là khô cạn. Cũng vậy, giai đoạn đầu đó, thì bỏ đi những cái điều học nhỏ, bỏ luôn cả những cái điều lớn. Mà khi mà Đức Phật đó, trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn đấy, tức là bài kinh Bát Ý nè, Maha Bát Ý Ba Ná, thì Đức Tôn ngài phải dạy ngài Ananda nè, ngài Ananda sau khi mà Như Lai cái Niết Bàn rồi, để viên tịch rồi á, thì có những cái học giới nhỏ nếu muốn chưa thì cô hay bỏ. Thế rằng có lời dạy của Đức Phật như vậy. Nhưng mà khi mà cuộc cái tập thanh tạng lần thứ nhất khởi lên, tức là cái tập thanh ngôn lần thứ nhất khởi lên, thì Đức Ananda đưa cái điều này thì 500 vị A La Hán từ lục thông cho tới tuệ phân tích. Và cuối cùng thì cái vị chủ tọa đoàn, tức là ngài Cát Sa Bá này, chư hiền giả, chúng ta không nên bỏ một cái giới luật nào. Bởi vì nếu chúng ta bỏ một giới luật nào đó thì nó sẽ trở thành một cái tiền lệ sau này, và những cái hàng hậu học sẽ không có duy trì cái giới luật mà Đức Thế Tôn đã ban. Và các ngài là những vị A-la-hán tuệ phân tích, từ lục thông đến tuệ phân tích, mà cũng chưa xác định được cái giới nào nhỏ hay lớn. Nếu bây giờ chúng ta hàng hậu học, nó thậm chí thuộc về hàng phạm nhân, nhưng mà cho giới này là nhỏ, cho giới kia là lớn, thì quả thật cũng đáng buồn cười. Đó là chi pháp thứ nhất. Ở cái hàng cư sĩ, nó là hàng tín chúng, sống không tôn trọng và không vâng lời pháp, ở đây là bậc đạo sư, nhớ đây dưới này là pháp, thì pháp là những cái lời dạy của Đức Phật cũng phải rồi, tức là pháp thuyết. Nhưng mà cái pháp thuyết cũng chưa về đạo hết. Cái người mà học thuộc cái đồng tam tạng nhưng mà chưa có thực hành, thì Đức Phật ngài cũng ví giống như là cái muỗng nằm trong một cặp. Nên giáo pháp này là học và hành, chứ không phải chỉ học mà không thực hành. Để thực hành cái gì? Vì không có tôn trọng pháp, tức là không tôn trọng cái con đường bát chánh. Đó, con đường bát chánh nhánh này bình thường quá, tức là cái giới định tuệ này là thường tình và lìa bỏ, đi tìm những hướng hoặc là suy luận hoặc là diễn dịch để tìm một cái pháp môn khác, tức là bị tắt nhanh hơn. Mà cái con đường bát chánh này Đức Thế Tôn ngài phải tự mình đi tìm. Tìm bao lâu? Tìm 4 A văn kiện trong một kiếp trước. Có được ở dưới cái cội Bồ Đề, chứ đâu phải là đơn giản như chúng ta. Chúng ta cho là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì đọc nó rất là hay. Đọc y như kinh vậy thì chẳng ai dám mắc bỏ hết, nhưng mà có thực hành đâu. Ngay cả chánh kiến mà thấy đúng cũng đâu có thực hành đâu, mà thấy toàn là lệch lạc. Ngay cả cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, có hiểu không? Hiểu do không thực hành cho nên đâu có nếm được cái hương vị của cái ân đức giới.
nó hướng đâu có nếm được cái hương vị của cái ân đức định, định biết không biết chứ có thực hành đâu không, mà tội quán biết không hiểu nghĩa chứ. Cho nên không tôn trọng, mà đã không tôn trọng những nó không những lời, mà không những lời có nghĩa là không thực hành. Cái pháp đây Đức Phật muốn chỉ là cái giới định tuệ, mà đã không thực hành sao có đầu quả. Mà một khi không có đạo quả đó, thì là tìm cách để biện minh cho mình, tìm cách biện minh ở duyên mỏng nghiệp dày, cái tầng chướng này nó nhiều quá, phải từ từ đến bao giờ, từ từ bao nhiêu kiếp nữa. Ở trong khi Đức Phật Ngài khẳng định rõ rằng tứ niệm xứ, người nào thực hành tứ niệm xứ cách rốt ráo thì không quá 7 năm có thể chứng được một trong hai quả là bất hoàn và a la hán. Ngài vậy rành luôn, khẳng định là luôn. Và tứ niệm xứ là cái bước đầu tiên, cái chặng đầu tiên của con đường bát chánh. E cám ngô yano nói tứ niệm xứ thì cũng được, nhưng mà thực hành thì có, mà có thực hành có đúng hay không nó là điều thứ hai. Mà đã không thực hành được cái con đường bát chánh đó, thì làm sao có đạo quả. Mà đã không có đạo quả đó, một khi mà vậy mà có được cái đạo quả thì giới thanh nghiêm. Mà một khi mà giới thanh nghiêm á, cái bình tướng bên ngoài thanh nghiêm là có đắc đạo quả hay không, mà phàm nhân đâu có thể biết được tánh của đắc đạo quả hay không đắc đạo quả. Mà giới được thanh nghiêm vậy đó thì người chưa có niềm tin cũng phát sinh niềm tin. Mà người có niềm tin rồi càng tin tưởng, mà đến người ta tin tưởng thì người ta thực hành được. Ai cũng có người chứng đắc rồi, cũng có người thực hành được vậy. Cho nên trong Nitya nói rằng cái đức tin nó có tư cách là lướt tới. Mà cái đức tin này nó tự phát cũng khó, nó phải do cái điều kiện bên ngoài để nó dẫn nhập vào trong tâm được. Ngài Nagasena trả lời cho vua Milinda rằng cái tướng của đức tin là nó có cái tư cách là lướt tới. Và Ngài dùng cái ví dụ giống như là một cái người, một cái nhóm đông vậy nè, thì thấy một cái vũng nước họ e ngại là không có dám bước tới, sợ nơi đó có những cái tai hại. Thì bây giờ có người lực lưỡng khỏe mạnh, người đó đi tới thấy vậy, người đó mới xăng quần lên và người đó bước xuống, đi từng chà bước, dò dẫm từng bước. Và cuối cùng thì người đó đã vượt qua cái vực nước đó, là mình kia an toàn. Để bờ bên này những cái đại chúng thấy vậy đó, ồ cái vực nước này không có gì nguy hiểm, và người ta đã vượt được, mình sẽ vượt được. Và từ đó phát sinh cái niềm tin, và cái đại chúng sẽ theo bước chân đó đi qua bên kia bờ vực. Cho nên nếu như cái giới hạnh mình nó được mà thanh nghiêm, và mình thực hành được cái con đường bát chánh, trong con khi mình đang thực hành con đường bát chánh như là chánh tư duy, là mình suy tư tới những cái cách thức nào để mà ra khỏi cái dòng luân hồi, nhưng mà đâu có sư tư đó đâu. À, sư tư làm thế nào để mà có được cái lợi lộc nhiều, suy ngẫm làm cách nào để mà có được cái thu nhập cao, thì như vậy cái chánh tư duy nó không có.
Mà chánh tư duy nó không có thì chánh kiến làm sao có thể có được. Nhưng mà đọc thì đọc như này, cái ý nghĩa là tôn đồng pháp đây, tức là tôn đồng cái pháp hành. Còn không tôn trọng mà vẫn là bậc đạo sư là luôn cả giới luật, luôn cả pháp và luật. À, cho nên chúng ta phải lưu ý pháp mà cái Phật này, tức là cái pháp hành, chúng ta không có thực hành. Mà không thực hành thì có một nguyên nhân khiến cho giáo pháp này chống suy tàn. Bởi vì mình không có thực hành thiền định nữa, nó mới có những cái pháp thượng nhân xuất hiện, hoặc là thần thông, hoặc là tha tâm thông, hoặc là túc mạng thông. Mà một khi mà có cái thần thông, hoặc là có cái năng lực mà có thể đi trên hư không, hoặc là có năng lực mà giúp cho người ta đấy, những cái vị đó, đó có thể người nào cũng dường tới để phát sanh được nhanh chóng, hoặc là những lời nói vị đó là trở thành là chân ngôn. Những người mà đang thực hành cái con đường bát chánh thì lời nói của những gì đó toàn là những lời nó chân thật và nó đã theo pháp của nó, nên sẽ trở thành nói đâu có đó, nói đâu có đó. Và điều đó nó làm phát sinh niềm tin cho người khác, và như vậy thì những cái người chưa có niềm tin sẽ phát sinh niềm tin. Ngay cả khi mà cũng cầu an chẳng hạn, muốn giúp cho người ta an lành mà trong khi bản thân mình nó không có cái giới hạnh, thì cái lời tụng kinh mình nó trở thành là nhỏ nhòi. Nó đâu phải là cái người mà tụng kinh là không quan trọng đâu, không phải là người mà tụng kinh phúc trúc là không quan trọng đâu. Người đó phải có cái nội lực. Thì cái âm của người đó nhờ đó, cái pháp lực đó, tức là cái ân đức pháp đó, nhờ cái âm lực này vận chuyển để mà phát sinh lại. Nó tựa như tiếng nói của đức vua nó khác, và tiếng nói của một cái người nông dân nó khác. Đức vua mà nói thì ai cũng nghe hết, còn người nông dân cũng nói câu đó, mà dù nói trăm năm người ta cũng cười thôi. Tại sao vậy? Bởi vì đức vua có lực, cái người nông dân đâu có lực. Mà cái lực của những cái người tụng kinh chính là cái giới. Bởi vì thường quen không nói dối rồi, cho nên cái là tụng kinh nó một phần là cái pháp lực, một phần thứ hai nữa nó là cái chân ngôn. Cho nên mang tới sự an lành cho người ta, mà hãy mang tới được sự an lành của người ta, tức là kịp thời để mà thỏa mãn cái nhu cầu bình an tạm thời cho cái người khác, mà hãy tạm thời được cho người khác an lành. Nhưng mà mang tới niềm tin cho những ai chưa có niềm tin, mà ai có niềm tin rồi càng tăng trưởng thì mà chính pháp hành mới có nội lực, giới định tuệ mới có được. Bởi vì thiền định nó có một cái năng lực mà bất khả tư nghị, không có người bàn hết được. Mà như mình năng lực thần thông ấy, cũng mang tới niềm tin cho cái người chưa có niềm tin như này. Như là trường hợp ngài Bindola Pararaja, một lần nọ ông trưởng giả ở sau có thi giác được, vớt được một cái khúc gỗ trầm hương mới đạt thành một cái bát. Và ông nói rằng trong thành này ai cũng khoe mình là thánh nhân hết, người ta cũng chưa biết ai là thánh hay ai là phạm. Ông mới treo cái bát cao lên độ khoảng 30 thước, tức là trong cái kinh điển ghi nhận nó là khoảng 60 hectare, và mỗi hectare là khoảng nửa. Tính hectare là tính từ cái đầu ngón tay giữa cho đến tới chỗ cùi chỏ, thì nó tương đương với khoảng nửa mét. Và 60 hectare nó cũng tương đương với khoảng 30 mét treo cao rồi. Nói mà ai mà có lấy được cái bát này đó, nên không có dùng than gì đó mà lấy được đó, thì tôi sẽ nương nhờ ngay người đó.
một tuần trôi qua chẳng ai làm được. Thì lúc bây giờ ngài Minh Đô Lá và ngài Phát Đa Trá đi tới kinh thành Sa Bệ Khất Thực. Nghe nói vậy, ngài Minh Đô Lá nói là thưa tôn giả, Kiền Liên xin ngài hãy đi lấy các bạn. Thì lúc đó ngài một Kiền Liên nói ngài, ồ, cái chuyện này thì hiền giả phải làm được. Hiền giả phải làm gì? Bởi vì ngài Minh Đô Lá nói là nếu mà chúng ta không thể hiện một cái pháp thần không á, thì ông trưởng giả này không bao giờ tin là trong đời này có những bậc. Thế ngài mới dùng thần tâm bay lên lấy cái bát. Thì cái năng lực tiền thần thông nó có từ đâu? Có từ định. Thì mà mình thể hiện được cái năng lực của thiền định đó, thì mang tới niềm tin cho những ai chưa có niềm tin, và sẽ làm cho tăng trưởng niềm tin cho những ai đang có niềm tin. Như vậy cái vấn đề mà gọi là tôn trọng và dâng lời pháp, vì pháp ở đây phải hiểu là Phật hành. Rồi, hàng tứ chúng không sống không có tôn trọng và vâng lời chúng ta. Mà chúng tăng nó, nếu mà về cái ân đức của phàm tăng nó đều là thiện hạnh, trực hạnh, chánh hạnh và ứng lý hạnh. Còn cái hình thức á, những vị sa môn á, chỉ là hình thức thôi. Ở đây thì chúng tăng là cái ân đức cao thượng của vị sa môn hay là một cái tăng đoàn. Tăng đoàn chỉ là một cái hình thức. Còn cái nội dung sâu thẳm á, nếu là phàm thì phải là bậc thiện hạnh, thực hành những cái thiện pháp, lánh xa những cái bất thiện pháp. À, thực hành có nghĩa là cái tâm tư lúc nào cũng hướng tới sự giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Còn chánh hạnh là lúc nào cũng thực hành theo cái đúng đắn, tức là thực hành theo pháp, không lấy mình làm chủ, không lấy hội chúng làm chủ, mà lấy pháp làm. Đức Phật ngài dạy rằng có ba cách mà làm chủ, tức là lấy mình làm chủ, ý tôi là vậy đó, bất kể ý người khác. À, ý người khác như thế nào chuyện của họ, còn ý của tôi là như vậy. Thấy một cái màu đó là màu đen, người khác nó không phải màu đen, cái đó là màu trắng, nó không thấy màu trắng kệ ông, của tôi là màu đen. Còn lấy hội chúng làm chủ, tức là hội chúng khen mình khen, hội chúng chê mình chê, hội chúng chỉ trích thì mình chỉ trích, hội chúng lăn xe lên tới mây xanh thì mình cứ lăn xe lên mây xanh. Thì hai trường hợp này có khi đúng có khi sai, nhưng mà trường hợp thứ ba là lấy pháp làm chủ không bao giờ sai. Bởi cái pháp này phải lấy thiện hay là bất thiện. Mà khi biết rõ cái bất thiện thì không làm, không làm những cái điều ác, và làm tất cả những cái hạnh lành. Và lúc nào cũng giữ tâm cho được trong sáng. Đó là lời chư Phật. Ê tăng bút tha na sa sa na. Câu kẹp cũ lấy pháp đó, làm chủ, mà pháp đặt lên căn bản là thiện và bất thiện. Thấy rõ điều này bất thiện thì dứt khoát không làm. Nhưng mà có tôn trọng đâu, có nhận lời đâu, có thiện hạnh đâu, không có là làm cái chánh hạnh cũng không có.
Và cái ứng lý hạnh tức làm giảng về chánh pháp cho người khác, mình không có lấy gì giảng. Muốn giảng cho người khác đó, ví dụ một con vị giảng, một cái vị mà giảng sư đại học mới phải có trình độ cao hơn đại học mới giảng. Mà những giảng sư trung học cũng phải trình độ cao hơn trung học mới giảng chứ. Cái bắt anh nông dân lên mà ngồi giảng về cái trình độ mà trung học hoặc đại học thì thật là buồn cười. Nhưng mà thì không có tôn trọng về phân dân là chúng tăng cho nên không thấy được những cái ân đức. Nó chỉ có hình thức chứ còn nội dung thì nó rỗng luôn cũng không. Nó về phàm tăng thôi, nó nhận đức của phàm tăng thôi, là thiện hạnh, nó có thực hành cái điều thiện đâu. Mà một khi mà không thực hành điều thiện thì có nghĩa là vi phạm giới. Không thực hành cái điều thực hành có nghĩa là không nghĩ tới cái sự thực hành pháp để giải thoát, mà cứ nghĩ rằng tìm cách nào đó để hưởng thụ. Cách này là thôi. Thế đâu có tôn trọng chúng ta. Cái người này đâu có tôn trọng bản thân ta. Mà đã không tôn trọng bản thân thì đâu có vâng lời, tức là không tìm hiểu được những cái ân đức đặc biệt. Chúng ta chỉ nói là phạm tăng thôi. Chưa nói tới ân đức của thánh tăng, tức là tứ đạo tứ quả. Bốn đạo cũng vậy. Mà đã không có đó thì cái giáo pháp diệu pháp này chống suy tàn. Và điều thứ tư là tức là không tôn trọng, không có vâng lời học pháp. Bây giờ chúng ta mới thấy một cái từ khác, đó là học pháp, tức là những cái điều học. Cái điều học này nằm ở trong pháp cũng có, nằm ở trong lục. Ngay cả học thôi mà cũng có không học. Chứ đừng nói là suy ngẫm. Nếu như ngày xưa mà các ngài mà như chúng ta vậy thì không có tâm tạng. Còn cái ngày đâu có đâu. Nghe cuộc cách tập tâm tạng lần thứ nhất đó, chính ngài Anuruddha và thánh A La Hán ngài đã trùng tuyên nguyên cái bộ tăng chi kinh, tức là 120 cái tụng phẩm. Ngài cách sơ bá là chủ tọa chứ không phải là ngài không tụng nữa, ngài trùng tuyên lên gần như là bộ tương ứng. Phần còn lại của ngài không đã và còn số nó thuộc vậy đó, cho nên khi mà tụng sai cái hiểu thì tụng sai cái hiểu ngay, tôi biết sai chỗ nào. Có một cái chuyện này chúng ta thuộc quý vị nghe. Có một ngôi chùa Nam Tông, có một ông sư Nam Tông lên trên cái pháp tọa. Ông này ở đi Úc mới về, cũng có số Phật tử thỉnh Úc. Đi Úc về lại lên cái pháp tọa, pháp không thuyết lơ mơ đâu dài và đâu khoảng chừng ví dụ như 45 phút mà thuyết đâu lơ mơ đâu khoảng chừng 10-15 phút gì đó, và hát hơi liên tục ba bài nhạc, gọi là ba bài nhạc đạo đó. Lúc đó có một ông cư sĩ lão thành, ông này khó chịu. Bây giờ nó mới hỏi ra như vậy á, trên pháp tọa vậy có đúng pháp không? Nãy ta nhắc nhở vậy thôi, nếu mà người biết phục thiện thì sẽ mở này.
Nó nói cái thời vậy mà. Mà tại vì bác không cái. Chứ là sư phụ khoảng 400 bài Nhật là nhà Tào vậy đó. Ông cư sĩ lão thành này cũng khó chịu không có nói này. Sư khoe sư phụ 400 bài Nhật đạo đó. Phải chi mà em sư phụ 400 câu hấp cuốn hay hay hơn. Này ông sư đó ngọng luôn. Hai gì để thời gian phục 400 bài cái nhạc đạo. Đại khái là anh đi đường à, em đi đường em, anh đi đường tu. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Mà thay để thuộc đó, để thuộc bút ngàn câu Phật. Bởi vì không có tôn trọng học pháp cho nó học pháp đâu. Mà đã không có rồi á, thì khi giảng pháp làm sao mà có thể trưng dẫn Phật ngôn được đấy. Nó không có trưng dẫn được. À cho nên đã không tôn trọng không nhân lời học pháp. Thì dần dần rồi đó, cái học pháp này nó không còn, tức là cái lời dạy. Một số khác phải là, một số khác đó thì lại làm sai lạc cái giáo pháp. Cho nên cái khi mà những cái cuộc cách tập văn bản, những cái lời nào Đức Phật nó dù là một chữ, một giới từ chá là và đó, hoặc là giới từ áp bí, các ngài vẫn giữ lại không bao giờ dám bỏ, nhưng mà bây giờ vẫn cứ bỏ. Mà nhiều khi đúng cái ngữ nghĩa của ngôn từ. Mà Đức Phật lâu ngày thuyết giảng văn nghĩa cụ túc, cái lời và cái nghĩa trọn vẹn đầy đủ, tức là cái lời này để chỉ cho cái nghĩa này, cái lời kia chỉ cho cái nghĩa kia. Mặc dù có dạng tương đồng với nhau vậy đó, nhưng mà phải có ý nghĩa khác, ý nghĩa rất là khác. Mà chính ý nghĩa khác nó là một cái chi tiết. Ví dụ như nói màu hồng và nói màu đỏ thì rõ ràng nó cũng có sắc, nó cái tương đồng với nhau, cũng sắc đỏ đỏ giống nhau, nhưng mà màu hồng thì có chi tiết khác, màu đỏ có chi tiết khác. Mà thứ câu này sử dụng thí dụ thôi, dùng chữ màu đỏ thì phải hiểu là Đức Phật chỉ cái điều gì, mà nói màu hồng Đức Phật đang chỉ cái gì. À nhưng mà không, cho nên không có học thì dùng nhân từ nó rất là kỳ lạ. Dùng nhân từ mà chẳng ai hiểu, không biết nói cái gì, thậm chí người dùng nhiều khi cũng không hiểu. Và điều thứ năm, điều thứ năm có nghĩa là không trọng ở nhà, tức là không có tôn trọng và quân lợi. Khi Đức Phật ngài nói sống tôn trọng lẫn nhau, có nghĩa là lấy cái gì làm cơ bản để mà tôn trọng. Tức là cái người mà thực hành pháp á, sẽ tôn trọng người pháp. Bởi vì cái pháp là cái nơi nương. À, sự tôn trọng này Đức Phật nó nói là tôn trọng lẫn nhau bởi vì gì đó hành pháp, bởi vì đó đang cái thực hành pháp. Và nó giảng theo pháp, chứ không phải là dạng theo ý của mình. Rồi không dâng lời, người ta nói một cái điều này đúng pháp thì cứ cãi chối, giống như vậy trưởng lão mà trong câu chuyện trên. Anh ta nói rằng cái câu này phải học sai rồi. Đúng nghĩa phải là sống cả trăm năm không thấy pháp sinh diệt.
nhưng mà nó là ngày hôm nay dài. Mà chúng ta cũng quên rằng một cái điều rất đặc biệt và rất là thú vị, vị thượng thủ thinh văn cánh tay phải của Đức Phật là ngài Sa-lập Phật. Một lần nọ ngài đắc y nó không được khéo léo, có vì sao gì nó ngài tướng quân đắc y nó không được hay lắm. Ngài Sa-lập Phật đâu phải gì đó mà khó chịu đâu, xem xét lại thấy đúng, đắc y lại đàng hoàng xong mới vui vẻ hả? Này sao gì vậy được chưa? Ngài sư gì đó đảnh lễ bắt ngài cũng như pháp rất là đẹp rồi. Đấy, nó những cái gương mà chúng ta nó vâng lời lẫn nhau, cho dù đó là người nhỏ mà họ nói đúng pháp chúng ta phải vâng lời. Mà trong cái thời Đức Phật á, Đức Phật là một vị chí tôn mà. Là thầy của chư thiên và nhân loại. Mà một lần nọ khi ngài đi tới cái giảng đường, trong giảng đường cái cửa phát cửa được khóa lại. Ở trong đó ngài Đa Cá đang giảng pháp, mà ngài nó Đa Cá rất có biện tài, ngài triển khai rất là rộng rãi đời của Đức Phật. Và Đức Tôn khi ta bước tới nghe ngài Đánh Đá Cá với giảng thuyết, ngài đứng ngài lắng nghe, đứng lắng nghe. Và khi mà thời pháp chấm dứt rồi đó, ngài mới gõ cửa. Sau khi mà gõ cửa chứ vì cô mở cửa thấy Đức Tôn đảnh lễ, ngài bước lên cái pháp gọi dành sẵn ngài, ngài nói là này Đánh Đá Cá, thời pháp thật là dài, ta đứng ở ngoài phải mỏi cả lưng. Ngài Na Na Cá cảm thấy áy náy, mà Tư Tôn con không hiểu, con không biết ngài đứng ở ngoài, nếu mà con biết ngài đứng ngoài con không thích dài như vậy. Cái sự tôn trọng pháp cũng tức là tôn trọng về trong cái chân lý đặc biệt của độ như vậy. Nhưng mà nó không có tôn trọng nhân loại gây lẫn nhau, lúc mà ta cần nói bỏ đi. Còn thì như vậy làm sao mà có cái sự sắm kia, tức là hòa hợp, làm sao mà có cái pháp luật hòa là tiến hòa đồng dạy được. Trong pháp luật hòa đó là thân nghiệp từ, tức là thân có là không có đánh đập lẫn nhau, ngữ không có chửi mắng lẫn nhau, ý lúc nào cũng hòa hợp. Nó phải hòa hợp mà một cái ngu si phải qua kỳ không dạy chúng ta hòa hợp thêm tính chất ngu si, giống như những tên lâu la hòa hợp chế lãng cướp phải, không phải cái nhóm buôn lậu hòa hợp chung với nhóm buôn lậu đó cùng dơ với nhau, không có. Mà hòa hợp ở trên một cái tinh thần cầu tiến đi tập. Rồi lợi đồng quân, giới đồng tu, kiến đồng giải mới lục hòa. Nhưng mà cái chân lý là bỏ qua, chỉ theo chạy theo cái đời thường. Mà như vậy thì cái giáo pháp này bị cái hay gì, cái giáo pháp này hướng dẫn đời mà bị đời hướng dẫn lại, thì làm sao mà diệu pháp này có thể kéo dài được, thì nhanh chóng nó bị hại. Dẫu biết rằng dòng lúc nào đó giáo pháp này cũng theo định luật vô thường cũng biến mất,
nó cũng ví như là một cái món hàng cực tốt, cách một thời gian sau nó cũng sẽ phải hư cũ. Giống như cái cống kia vậy. Nhưng mà nếu gìn giữ được lâu ngày á, thì cái vỡ nó sẽ chậm hư đi. Cũng vậy, giáo pháp này cũng lúc nào đó cũng sẽ phải theo định luật vô thường là biến mất ở trên thế gian này. Nhưng mà nếu chúng ta gìn giữ, cố gắng gìn giữ thì cái thời gian đó nó chậm để suy tàn. Còn nếu không gìn giữ thì nó sẽ nhanh chóng suy tàn. Mà một khi mà chánh pháp mà nhanh chóng suy tàn thì phi diệu pháp xuất hiện. Đức Phật ngài dạy rõ ràng ở trong tăng chi kinh, khi nào diệu pháp còn tồn tại thì phi diệu pháp biến mất. Bao giờ phi diệu pháp tồn tại thì diệu pháp biến mất, cũng ví như khi nào vàng thật xuất hiện thì vàng giả biến mất. Mà khi nào mà vàng giả xuất hiện nhiều quá thì vàng thật biến mất. Chúng ta giữ gìn được vàng thật nhiều quá thì vàng giả khó có cơ hội xuất hiện. Nhưng bây giờ mà vàng giả xuất hiện nhiều á thì cái vàng thật kia dần dần biến mất. Đúng vậy, diệu pháp dần dần bị suy tàn, nhanh chóng suy tàn. Chúng ta tóm lại năm nguyên nhân khiến cho giáo pháp sớm suy tàn. Thứ nhất là hàng tiết chúng, sau khi do diệu Phật là hàng tiết chúng không còn sống tôn trọng và dân lợi Phật đạo sĩ. Hàng tiết chúng sống không còn tôn trọng và dân lợi Phật. Thứ ba là hàng tiết chúng sống và không còn sống không còn tôn trọng và dân lời chúng ta. Thứ tư là sống không còn tôn trọng và vâng lời học pháp. Và thứ năm, sống và không còn sống thì không tôn trọng và vâng lời lẫn nhau. Cái bài kinh này là bài kinh ở trong tăng chi kinh phẩm Kim Pí Lá. Tức là nếu lật ra chúng ta sẽ có cái bài kinh số, tức là A 3, tức là ba chữ Y đó, 247, chương 5 pháp. Nè, thầy Nguyễn Dương Anh gì đó thích thì cái quy phạm trong tăng chi kinh chương 5 pháp, bài kinh A 3 4 247. Đó là câu chuyện của ngài Kim Bí La. Và chúng tôi xin trước khi dứt lời xin đem cái xin cái phước phát sinh lên, xin kính dường chư tôn xin đem lại an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong tập tràng. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài quan hệ tội dụng. Sau khi tội dụng là xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc và tấn hóa trong Phật pháp, những chấm chứng mặt đạo quả như bạn đồng.